chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu túi đeo hình chú gấu xinh xắn như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân túi ha. Mẫu này thì giống như là một con gấu bông, chỉ khác là ở trên đầu mình có làm một cái dây khóa kéo nè. Các bạn có thể mở ra, mình có thể để điện thoại hoặc là một số phụ kiện vào bên trong và khóa lại ha. Tùy vào phong cách các bạn sử dụng, nếu những bạn nào mà muốn làm ba lô thì mình có thể phối mặt gấu ở thân trước hoặc là thân sau. Còn mẫu này thì mình làm dây đeo chéo một bên hông nên mình có phối mặt gấu ở một bên thân hông ha, cho mặt gấu của mình nó được nổi hơn. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha. Chúc các bạn thành công. Để làm được mẫu này thì mình sử dụng len nhung để móc ha. Đây là mác của loại len mình đang dùng. Những bạn nào mà không có len nhung thì cũng có thể sử dụng nhiều loại len khác ha, và dựa vào cách tăng size mà mình sẽ hướng dẫn. Độ dày của len nhung này nằm trong tầm khoảng 6-7mm. Và kim móc ở đây mình dùng kim móc 4.0mm. Những bạn nào mà không có cái mẫu kim này thì so sánh đầu kim mà các bạn đang có so với sợi len ha. Khi đưa vào so sánh nè, đầu kim nó sẽ có độ dày bằng một nửa của sợi len là được. Ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm nè, kéo cắt len, kim khâu len để khâu các cái họa tiết ha. Len nhung khi móc khó thấy mũi móc nên các bạn sử dụng cho mình thêm kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc ha. Để trang trí thì có thêm mắt và mũi của gấu nè, thì mình sử dụng mắt và mũi dán ha, gòn nhồi vào bên trong nè, kim và chỉ khâu tay bình thường ha. Các bạn sẽ sử dụng cho mình màu chỉ giống với cái màu len nhung ha. Một cái khóa kéo để mình khóa lại cái phần miệng túi, và có thêm một cái lớp lót ở đây ha. Vải lót thì các bạn sẽ sử dụng trùng màu cho mình. Cái dây ren để mình trang trí nè, và càng cua để làm dây quai. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Do cái sợi len nhung của mình nó sẽ có cái độ lông xù ở bên ngoài ha, nó sẽ khó thấy mũi móc, nên khi móc các bạn sẽ để ý cho mình số mũi móc là được ha. Tạo cho mình một nút nè, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Khi có được một nút rồi, móc lên 2 mũi móc xích, 1 2. Từ đây móc vào cái chân của mũi móc xích đầu tiên 2 mũi móc đơn, 1 và 2. Lúc này hàng này của mình nó có 2 mũi móc, tạo ra 2 chân móc cho vòng móc tiếp theo. Thì các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích, sau đó ta quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ nhất có 2 mũi móc tạo ra 2 chân móc, thì hàng thứ hai mình có 2 chân móc. Các bạn móc vào chân đầu tiên 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục chân thứ hai là chân cuối cùng ha, cũng móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là hàng này mình sẽ có được 4 mũi móc đơn, tạo ra 4 chân móc cho hàng thứ ba nè. Móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. 4 mũi móc tạo ra 4 chân móc cho hàng thứ ba, thì hàng thứ ba chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai và chân thứ ba móc mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Và còn lại chân cuối cùng mình sẽ móc 2 mũi móc đơn ha, vào cùng một chân móc. Như vậy là hàng này sẽ tăng lên được 2 mũi, ta có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân móc cho hàng móc thứ tư. Thì tiếp tục móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ tư này nó có 6 chân móc, thì các bạn móc cho mình chân đầu tiên 2 mũi đơn, chân cuối cùng 2 mũi đơn. Các chân nằm chính giữa mỗi chân là 1 mũi móc đơn ha. Đây, chân đầu tiên 2 mũi móc đơn nè. Các chân nằm chính giữa mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Ta sẽ có 4 mũi móc đơn vào 4 chân móc ha. Và cuối cùng, cái chân móc thứ 6 đó móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Móc lên một xích. Tiếp tục móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Và các cái hàng móc mình cũng tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối. Các bạn sẽ móc làm sao cho mình được cái chiều cao như cái phần đáy túi mà các bạn mong muốn ha. Thì nó có thể nằm trong tầm khoảng 7-8cm. Chân đầu tiên và chân cuối cùng nè, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Còn các chân nằm chính giữa mỗi chân là 1 mũi móc đơn ha.
chân cuối cùng hai mũi móc đơn nè, móc lên một xích và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha. Ở đây mình đã gây nên được tổng cộng là 14 hàng móc ha. Tiếp tục móc lên một xích, ta sẽ tạo ra được một cái đáy tam giác vuông như thế này. Đây, nó sẽ tạo ra một cái góc tương đối vuông như thế này ha, để mình tạo cái phần đáy của túi nè. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ móc lên cái phần thân. Trước khi móc phần thân thì mình sẽ viền lại cái phần đáy này trước. Thì cách viền nè, chân đầu tiên sẽ là cái chân móc của cái mũi móc đơn cuối cùng mà mình vừa móc đây ha, móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Các bạn dùng kim đánh dấu cho mình đây là chân móc đơn đầu tiên nè. Khóa lại ha. Các cái chân móc kế tiếp lúc này mình sẽ không có chân móc rõ ràng, mà ta sẽ có các cái chân móc mà mình móc mũi móc đơn đó. Thì cứ đâm kim cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn như thế này. Chân kế bên một móc đơn này ha. Cứ đâm kim tương tự cho mình ha, vào các cái chân móc mà ta móc các cái mũi móc đơn á. Mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là ta sẽ viền lại được một cái cạnh góc vuông như thế này ha. Các bạn viền tương tự cho mình cho đến cái góc đầu tiên. Cái góc này mình sẽ gọi là góc đuôi ha, là cái góc mà ta tạo xích đầu tiên nè. Móc cho mình vào cái góc đuôi này 3 mũi móc đơn. Đây là góc đuôi ha, mình sẽ tạm gọi là góc đuôi. Được 3 mũi móc đơn rồi, dùng kim đánh dấu vào mũi móc đơn thứ hai, là mũi móc đơn nằm chính giữa 3 mũi móc đơn cùng chân móc này. Thì đánh dấu vào chân móc đơn thứ hai ha. Cạnh này thì móc tương tự ha, mỗi chân là một mũi móc đơn, vào các cái chân móc mà ta móc mũi móc đơn. Khi móc các bạn cũng có thể giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Chân cuối cùng sẽ là chân của mũi móc đơn đầu tiên ở cái hàng móc cuối cùng nè. Ta sẽ tạm gọi đây là góc bụng đầu tiên ha, góc bụng thứ nhất nè. Thì góc bụng này các bạn sẽ móc cho mình thêm một mũi móc đơn vào đó nữa. Ta sẽ có hai mũi móc đơn vào cái góc bụng đầu tiên. Dùng kim đánh dấu vào chân của mũi móc đơn thứ hai đó. Sau đó di chuyển kim đến chân móc kế bên, móc một mũi móc đơn vào chân kế bên. Thì lúc này cái hàng móc này nó sẽ có các cái chân móc rõ ràng rồi nè. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha, cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng móc các cái mũi móc đơn như thế này rồi nè, còn lại một chân móc cuối cùng, thì cái góc này các bạn sẽ gọi là góc bụng thứ hai ha. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào chân của góc bụng thứ hai này hai mũi móc đơn. Sau đó kết thúc là đâm kim vào chân của mũi móc đơn mà ta móc đầu tiên, là cái chỗ kim đánh dấu này ha, móc vào một mũi dời, móc lên một xích, đánh dấu vào cái chân của mũi móc đơn cuối cùng mà mình vừa móc được nè. Và đây sẽ gọi là góc bụng thứ hai ha, đây là góc thứ nhất nè. Khóa lại. Như vậy là mình sẽ có được cái phần đáy túi như thế này. Đây là góc đuôi ha. Hàng viên mũi đơn này nó sẽ phân biệt cho mình là cái bụng với cái phần thân ở trên ha. Vì phần thân ở trên mình sẽ sử dụng mũi nửa kép nè, nên nó sẽ phân biệt ở cái hàng mũi đơn đó. Móc lên thêm một xích nè, tức là ở đây mình sẽ có hai xích ha. Sau đó đâm kim vào chân của mũi mà mình móc mũi dời kết thúc nè, tức là chân móc đầu tiên, móc vào một mũi nửa kép. Để có thể nhớ được mũi móc thì dùng kim đánh dấu vào chân của mũi nửa kép đầu tiên. Khóa lại.
Từ đây mình sẽ làm lần lượt cho các chân móc còn lại, mỗi chân cứ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Móc cho mình cho đến cái góc đuôi ha. Sau khi đã móc được một cạnh mũi nửa kép rồi, đến cái góc đuôi là cái góc mà ta móc 3 mũi móc đơn cùng chân móc ha, thì chân đầu tiên móc một mũi nửa kép. Chân của mũi móc đơn thứ hai với chân của mũi thứ ba là chân mà mình đánh dấu nè. Các bạn sẽ tiến hành chụm cho mình chân của mũi móc đơn thứ hai với thứ ba lại thành một chân, thì cách chụm như sau. Ta lấy len lên kim nè. Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc đơn thứ hai. Kéo len qua chân móc. Trên kim có 3 đường móc ha, tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba của 3 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Kéo len qua chân móc. Trên kim có 4 đường móc thì kéo qua hết 4 chân trên kim. Như vậy là ta sẽ có được một mũi chụm đầu tiên ha. Đánh dấu vào cái chân mũi chụm mà mình vừa có được, tức là cái góc đuôi ha. Cạnh này thì mỗi chân là một mũi nửa kép nè. Ta sẽ móc cho đến cái góc bụng đầu tiên. Sau khi đã móc được các cái mũi nửa kép cho đến cái góc bụng đầu tiên ở đây, thì từ cái góc bụng đầu tiên này đến cái góc bụng thứ hai, các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được. Từ góc bụng đầu tiên ha, cho đến cái góc bụng thứ hai ở đây, thì đếm cho mình tổng số mũi móc mà mình có được ở đây. Size này mình có tổng cộng là 30 mũi móc. Thì 30 mũi móc này các bạn sẽ chia đôi cho mình, tức là từ góc bụng đầu tiên qua đây là 15, góc bụng thứ hai qua đây là 15 ha. Thì đếm cho mình nè, tính luôn cả cái chân mình đánh dấu ha, là 15 mũi. Chân thứ 15 nè, đánh dấu vào chân thứ 15 từ góc bụng đầu tiên qua ha. Lúc này từ cái góc bụng thứ hai đi qua thì cái chân móc 15 nó sẽ nằm sát với cái chân móc mà mình đánh dấu ha. Khoảng cách của nó sẽ bằng nhau nè. Lúc này mình sẽ không cần các cái kim đánh dấu của hai góc bụng nữa, mà các bạn sẽ tháo kim đánh dấu ra và mình sẽ móc các cái mũi nửa kép đều ha, giống như các cái cạnh của cái góc vuông á. Thì cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi nửa kép nè. Mình sẽ móc đến cái chân móc mà mình đánh dấu ha, là cái chân móc nằm chính giữa của bụng á. Và khi đã móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu nằm chính giữa rồi nè, thì tháo kim đánh dấu ra. Và cái chân nằm chính giữa đó với cái chân kế bên này mình sẽ chụm lại thành một chân ha. Lấy len và lần lượt đâm kim vào hai chân móc, sau đó kéo len qua bốn chân trên kim. Ta có được mũi chụm thứ hai, đánh dấu cho mình vào cái mũi chụm thứ hai này. Móc tương tự các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi nửa kép cho đến chân cuối cùng. Khi đã móc được đến cái chân móc cuối cùng là chân mình đánh dấu ha, cũng tháo kim đánh dấu ra và móc vào cái chân cuối cùng đó một mũi nửa kép. Và ta sẽ đâm kim vào cái chân của mũi nửa kép đầu tiên nè. Móc vào đó một mũi dời. Móc lên hai mũi xích. Hàng thứ hai của phần thân đâm kim vào chân của mũi ta vừa móc mũi dời, một mũi nửa kép. Và để có thể để được mũi móc thì cũng đánh dấu vào chân của mũi nửa kép đầu tiên ha. Các cái chân móc còn lại thì mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép ha. Móc cho mình cho đến cái góc đuôi.
là cái chân móc mà mình đánh dấu nè. Khi móc đến cái góc đuôi rồi ha, thì các bạn tiếp tục tháo kim đánh dấu của cái góc đuôi ra và mình sẽ tiến hành chụm mũi nè. Và cách chụm nó cũng tương tự như các cái mũi chụm mà mình vừa chụm ha. Ta sẽ lấy len và đâm kim vào chân của mũi chụm với cái chân móc kế bên nè. Đây, chân của mũi chụm ha. Kéo len. Chân của mũi kế bên nè. Kéo len, sau đó kéo qua bốn chân trên kim. Tiếp tục đánh dấu vào chân mũi chụm mà ta vừa có được. Sau đó các cái chân móc còn lại thì mỗi chân làm một mũi nửa kép. Móc tương tự cho mình cho đến cái góc bụng ha. Thì lúc này mình sẽ có hai cái điểm mà mình lưu ý, đó là một góc đuôi và một góc bụng. Khi đã móc đến cái góc bụng rồi này thì tiếp tục tháo kim đánh dấu của cái góc bụng ra và mình cũng chụm cái chân của góc bụng với cái chân kế bên lại thành một mũi ha. Ta cũng lấy len lên trên kim nè, sau đó đâm kim vào chân của cái mũi mà mình đánh dấu với cái chân kế bên. Kéo qua bốn chân nè. Đánh dấu vào cái chân mũi chụm mà mình vừa có được. Sau đó các chân còn lại thì móc một mũi nửa kép vào mỗi chân ha, móc cho đến chân móc cuối cùng. Khi móc đến cái chân cuối cùng rồi, tiếp tục tháo kim đánh dấu ra và đâm kim vào chân mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên hai xích để gây nên hàng tiếp theo. Như vậy là cái phần bụng của mình nó sẽ có cái độ hóp lại như thế này ha. Ta sẽ có hai điểm cần lưu ý là góc đuôi và góc bụng nè. Tiếp tục ở hàng móc kế tiếp thì cũng tương tự. Móc vào chân đầu tiên một mũi nửa kép. Đánh dấu vào chân của mũi nửa kép đầu tiên này. Các chân còn lại mỗi chân làm một mũi nửa kép đến cái góc đuôi thì góc đuôi sẽ chụm chân móc của cái góc đuôi này, tức là cái chân mũi chụm này với cái chân kế bên này ha. Hai chân này chụm lại thành một chân. Các chân còn lại mỗi chân làm một mũi nửa kép. Đến góc bụng nè thì mình sẽ chụm lại cái chân mà mình đánh dấu với cái chân móc ở phía sau nó ha. Tức là hai cái chân này chụm lại thành một mũi nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái chiều cao của cái phần thân túi mà mình đạt được nó có thể sắp xỉ bằng cái chiều cao của 14 hàng mũi móc đơn ở cái phần đáy túi ha. Ở đây cái phần thân túi mình sẽ lên được 10 hàng móc mũi nửa kép. Chiều cao của 10 hàng móc mũi nửa kép này nó sẽ sắp xỉ bằng với chiều cao 14 hàng móc ở cái phần đuôi. Đây, ta sẽ có được một cái form bụng như thế này. Thì cái phần miệng túi của mình nó sẽ có cái độ hóp lại, tạo ra một cái độ rộng để mình có thể để phụ kiện vào bên trong ha. Đây, ta sẽ có được một cái phần thân bụng như thế này. Lúc này mình sẽ không cần phải sử dụng các cái kim đánh dấu này nữa. Mình sẽ viền lại bằng một hàng mũi móc đơn ha. Cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn nè. Và hàng này mình chỉ cần lên một xích chứ không cần lên hai xích nữa. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng ha. Chân đầu tiên nè. Tiếp tục tương tự cho các chân móc còn lại. Đánh dấu vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ha. Móc tương tự cho đến chân móc cuối cùng. Thì sau khi đã viền lại được cái phần bụng đến chân cuối cùng, tháo kim đánh dấu ra, đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Cái phần đầu mình sử dụng mũi nửa kép nên tiếp tục lên cho mình hai xích.
Để tăng được cái độ rộng của phần đầu, tất cả các cái size từ nhỏ cho đến lớn các bạn đều móc cho mình theo công thức như sau ha. Hàng đầu tiên của phần đầu nè, chân đầu tiên móc một mũi nửa kép và cái chân mà mình kết thúc mũi dời á, móc vào một mũi nửa kép. Đánh dấu vào chân của mũi nửa kép đầu tiên này ha. Sau đó tiếp tục chân thứ hai ta cũng móc một mũi nửa kép vào chân thứ hai. Có được hai mũi nửa kép vào hai chân thì chân thứ ba móc hai mũi nửa kép cùng chân móc. Như vậy là hàng đầu tiên của phần đầu mình sẽ có cụm móc như thế này ha. Hai mũi nửa kép mỗi chân xen hai mũi nửa kép cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Ta có hai mũi nửa kép mỗi chân. Tiếp tục là hai mũi nửa kép cùng chân móc. Ta có được cụm thứ hai nè, móc tương tự cho đến hết. Móc được các cụm cho đến cuối thì đâm kim vào chân mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên hai mũi xích. Hàng móc thứ hai tiếp tục tăng mũi cho mình theo công thức như sau. Hàng phía dưới có hai mũi nửa kép mỗi chân xen hai mũi nửa kép cùng chân. Thì hàng kế tiếp sẽ tăng cho mình số mũi nửa kép lẻ mỗi chân này lên một mũi thì mình sẽ có ba mũi nửa kép mỗi chân ha. Móc cho mình ba chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nửa kép. Một nè. Chân thứ hai một mũi nửa kép và chân thứ ba một mũi nửa kép. Được ba mũi nửa kép vào ba chân rồi thì chân thứ tư móc hai mũi nửa kép cùng chân móc. Ta sẽ có được một cụm móc như thế này. Và các bạn cũng móc tương tự cho mình cho đến cuối ha. Ba nửa kép mỗi chân. Và tiếp tục là hai nửa kép cùng chân. Cụm thứ hai này móc cho đến hết. Khi đã móc được đến hết rồi, cái phần đầu của mình nó sẽ có cái độ xòe rộng ra nè, giúp cho cái phần đầu của mình nó có độ phúng phính hơn ha. Kết thúc đâm kim vào chân mũi nửa kép đầu tiên, móc một mũi dời. Lên hai xích. Lúc này mình có hai hàng móc tăng mũi thì các bạn móc cho mình hai hàng móc không tăng mũi. Hai hàng móc không tăng mũi thì cứ móc đều ha, mỗi chân làm một mũi nửa kép. Cái số hàng móc mà mình tăng mũi là bao nhiêu hàng thì số hàng móc không tăng mũi nó sẽ là bấy nhiêu hàng ha. Tương tự cho đến hết và thêm một vòng móc như vậy nữa. Ta sẽ có được hai hàng móc không tăng mũi. Khi kết thúc hai hàng móc không tăng mũi ha, nó bằng với kích thước hai hàng móc tăng mũi phía dưới nè, nó sẽ tạo cái độ phúng phính cho cái phần đầu của mình. Thì kết thúc nè, đâm kim vào chân này móc một mũi dời, lên hai xích. Hàng móc kế tiếp sẽ là hàng móc giảm mũi để mình giúp cho cái phần đầu của mình nó tạo cái độ phúng phính cho phần má ha. Thì mình sẽ giảm một hàng móc. Thì cái hàng móc giảm này các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng móc tăng cuối cùng mà mình vừa có được. Tức là cái hàng móc 3 mũi nửa kép mỗi chân xen hai nửa kép cùng chân nè. Thì các bạn sẽ bê cho mình 3 mũi nửa kép mỗi chân này lên 3 chân. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai. Và mũi thứ ba. Được 3 mũi mỗi chân rồi nè, hai chân kế tiếp thay vì ở phía dưới mình tăng mũi thì các bạn sẽ tiến hành giảm cho mình, tức mình sẽ chụm lại hai mũi đó thành một chân ha. Lấy len đâm kim vào hai chân liên tiếp nhau. Chân đầu tiên nè, trên kim có 3 đường móc, đâm kim vào chân thứ hai, kéo len, có 4 đường móc thì kéo qua hết 4 chân. Như vậy là mình có được một cụm ha, 3 mũi mỗi chân, xen hai chân chụm mũi nè. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, nó sẽ tạo cho mình được cái độ bo cho cái phần đầu này. 3 chân ha, mỗi chân làm một mũi nửa kép. Sau đó sẽ là hai mũi chụm chân ha. Lần lượt đâm kim vào hai chân nè, sau đó kéo qua 4 đường trên kim. Và móc tương tự cho đến hết.
Kết thúc hàng giả mũi này sẽ tạo cho cái phần đầu của mình nó có cái độ phồng ở bên dưới nè. Đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên 2 xích. Từ cái hàng móc thứ 6 thì mình sẽ móc đều và không giả mũi cũng không tăng mũi ha. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng và ta sẽ thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và các bạn sẽ đếm cho mình cái số hàng móc ở phần bụng. Tính từ cái hàng mũi đơn viền lại phần đáy nè. Đếm tổng số hàng móc của hàng mũi nửa kép ở phần bụng. Được bao nhiêu hàng ha? Thì số hàng móc nửa kép ở trên phần đầu nó cũng tương đương. Tính cho mình từ cái hàng mũi đơn luôn ha. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc tính từ hàng mũi đơn nè, ta sẽ có cái số hàng mũi nửa kép bằng với số hàng mũi nửa kép ở phần bụng, tính từ hàng mũi đơn đi xuống luôn ha. Kết thúc nè, đâm kim vào chân màu tiên, móc một mũi dời, móc lên một xích, kéo và cắt len. Ta sẽ có được một cái form của chú gấu như thế này. Đây là cái phần bụng ha, và đây là cái góc đuôi nè. Những bạn nào mà muốn để mặt gấu mình nó ở trước bụng luôn á thì mình sẽ gập cái phần bụng này lại. Còn đối với mẫu này mình muốn cho cái mặt gấu nó nằm ở một bên hông thì các bạn sẽ gập theo chiều này ha. Đây là cái góc đuôi đi lên nè. Đánh dấu cho mình vào một chân móc mà mình có được ở đây. Sau đó đếm tổng số mũi móc mà mình có được của cái vòng cuối cùng ở cái phần đầu này là bao nhiêu mũi. Sau đó ta cũng chia đôi cái số mũi móc ra hai bên nè, mình sẽ có được một cái điểm đánh dấu thứ hai. Cũng dùng kim đánh dấu và đánh dấu vào cái chân cái thứ hai đây ha. Như vậy là mình sẽ có được hai điểm nè, nó sẽ chia đôi cái phần đầu của mình ra. Thì hai cái chân móc mà mình vừa đánh dấu được, các bạn sẽ không móc vào hai chân móc đó ha, mình chỉ móc vào các cái chân móc mà mình có được ở hai bên đó thôi. Tiếp tục tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, kéo sợi len dài để thành một nút nè. Có được một nút rồi, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc sát cái mũi mà mình đánh dấu. Đây là chân mình đánh dấu nè, thì không móc vào chân đó mà móc vào chân sát bên nó ha. Kéo nút vừa tạo qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích. Cái hàng tiếp theo này mình sẽ tiến hành giảm mũi, thì cách giảm mũi sẽ dựa vào hàng giảm mũi cuối cùng mà mình vừa có được. Ở đây cái hàng giảm mũi của mình là ba nửa kép mỗi chân, xen hai chân móc chụm mũi nè. Ba nửa kép mỗi chân này giảm cho mình một mũi, ta còn hai nửa kép mỗi chân xen hai chân móc chụm mũi. Thì các bạn sẽ đưa cho mình hai nửa kép mỗi chân lên cái hàng móc mà mình bắt đầu móc đây ha. Móc vào hai chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi nửa kép. Được hai mũi mỗi chân rồi thì hai chân kế tiếp sẽ tiến hành chụm lại thành một mũi, lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc nè, sau đó kéo qua bốn chân trên kim, ta sẽ có được một cụm như thế này ha. Hai mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi, móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu kế bên này. Hai mũi mỗi chân xen là hai chân chụm mũi và làm tương tự ha. Đối với nhiều trường hợp các cái chân móc cuối cùng nó sẽ không có đủ chân móc để mình tạo cái cụm như thế này thì các bạn cứ phối làm sao cho mình hai cái chân cuối cùng là hai cái chân móc sát cái mũi mà mình đánh dấu á, mình sẽ chụm lại thành một mũi ha. Đây, chân đánh dấu ta sẽ không móc vào chân đánh dấu nha. Thì cái khoảng cách này và cái khoảng cách bên này nè, hai cái chân mà mình đánh dấu nó sẽ tạo ra cho mình một cái khoảng trống để mình có thể may dây kéo. Tiếp tục móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại. Ở cái hàng móc tiếp theo này dựa cho mình vào hàng móc bên dưới.
Hàng móc bên dưới của mình có hai mũi nửa kép mỗi chân, xen hai chân móc chụm mũi. Thì kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một nửa kép mỗi chân. Sau đó sẽ là hai chân móc chụm mũi. Chụm lại hai chân này ha. Ta có được cụm móc như thế này nè. Móc tiếp chân kế bên một mũi nửa kép, hai chân kế tiếp chụm mũi. Móc tương tự cho đến hết ha. Một mũi nửa kép, sau đó là hai chân móc chụm mũi. Nửa kép nè. Hai chân chụm mũi. Móc cho đến cuối hàng móc rồi, tiếp tục móc lên hai xích. Cái cách giảm mũi này nó sẽ giúp cho cái phần đầu của mình nó có cái độ bo lại nè. Tạo cho cái phần đầu này nó khít lại để mình có thể may dây kéo ha. Thì hàng kế tiếp nè, hàng bên dưới của mình có một nửa kép mỗi chân. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái nửa kép mỗi chân đó đi và mình cứ móc hai chân chụm mũi ha, liên tiếp hai chân chụm mũi cho đến hết. Đến chân cuối cùng rồi. Đây, cái khoảng cách này nó sẽ có cái độ bo sát lại với nhau nè. Móc tiếp cho mình thêm một hàng để cho cái cạnh này nó bằng luôn ha. Lên hai xích nè, quay ngược đầu móc. Và các hàng móc tiếp theo thì mình cứ móc mũi chụm ha. Hai chân liên tiếp chụm mũi. Chụm cho đến khi cái hàng chụm cuối cùng của mình nó còn tầm khoảng 2 cho đến 4 mũi móc. Thì lúc này cái hàng chụm của mình nó có 3 mũi móc chụm nè. Móc lên một xích. Thì ba cái mũi chụm cuối cùng của cái hàng cuối cùng này nó cũng gần như là thẳng rồi ha. Đây, cái phần đầu của mình nó đã có cái độ bo lại nè. Bo lại. Và cái phần này nó sẽ tạo ra một cái đường khá là thẳng ha. Thì bây giờ các bạn tiến hành cắt len cho mình. Sau đó mình sẽ móc tương tự cái họa tiết này cho một bên còn lại. Tương tự như hàng mà mình vừa tạo ở đây ha. Sau khi mình đã móc hoàn tất được hai bên nè, tạo ra hai cái đường thẳng như thế này để mình tạo ra cái miệng túi ha. Thì các bạn sẽ tiến hành nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong. Như vậy là ta sẽ có được một cái phần thân túi như thế này. Đây là phần đuôi ha. Còn đây là phần bụng nè. Hoặc là các bạn cũng có thể canh chỉnh cho mình cái hướng của cái miệng túi theo cái chiều mà các bạn sử dụng ha, có thể là mặt trước hoặc là mặt sau của gấu cũng được. Thì bài hôm nay mình sẽ dừng ở đây. Bài sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khâu dây kéo, lót cũng như là họa tiết trang trí cho phần thân gấu của mình thêm xinh xắn hơn ha.